Chào tất cả các vị khán giả đã quay trở lại với kênh của Mr. Zero. Và sau đây là bản tin từ chúng tôi. Takefusa Kubo, tài năng của Messi Nhật từng đến Việt Nam tập huấn. Năm 2016, khi tên tuổi của Takefusa Kubo còn chưa quá nổi bật, tài năng trẻ này đã được giám sát vô cùng nghiêm ngặt trong chuyến du đấu tới Việt Nam. Hồi tháng 6 năm 2016, đội tuyển U16 Nhật Bản từng đến Việt Nam tập huấn nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết giải U16 châu Á diễn ra tại Ấn Độ. Thời điểm đó, Takefusa Kubo được biết đến như một tài năng trẻ từng ăn tập tại lò đào tạo La Masia trưởng danh của Barcelona và vừa trở về thi đấu cho FC Tokyo khi Barca bị phạt vì việc chuyển nhượng có liên quan đến cầu thủ trẻ. Đừng quên bấm nút like, share và subscribe cho channel của Victor Zero để luôn cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh của chúng tôi. Gần đây, một cái tên mà nền bóng đá xứ sở mặt trời mọc sản sinh ra là Takefusa Kubo. Sao mai sinh năm 2001 này đang khoác áo Mallorca dưới dạng cho mượn từ Real Madrid. Tháng 8 năm 2011, Kubo chính thức gia nhập lò La Masia trứ danh của Barcelona và để lại dấu ấn đậm nét khi ghi đến 74 bàn sau 30 trận cho U12 Barca. Và việc sở hữu lối chơi tương đồng với siêu sao người Argentina khiến Kubo nhanh chóng nổi lên như một Messi mới của đất nước Hoa Anh Đào. Thế nhưng chính sách chuyển nhượng của FIFA dành cho cầu thủ dưới 18 tuổi đã khiến Kubo đành chia tay Barca để về chơi bóng cho FC Tokyo tại quê nhà năm 2015. Hồi tháng 6 năm 2016, đội tuyển U16 Nhật Bản từng đến Việt Nam tập huấn nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết giải U16 châu Á diễn ra tại Ấn Độ và Kubo ở tuổi 15 khi ấy đã thi đấu đầy chững chạc, tự tin và đầy ấn tượng. Đến năm 2019, Real Madrid nhanh chóng xen ngang vào thương vụ của Kubo và mang anh về Bernabeu trước khi đội bóng chủ sân Camp Nou có thể một lần nữa mang viên ngọc thô này về với họ. Và bây giờ, hãy cùng chúng tôi chiêm ngưỡng Takefusa Kubo, tài năng của Messi Nhật từng đến Việt Nam tập huấn. Không phải tự nhiên mà Takefusa Kubo được mệnh danh là Messi của xứ sở mặt trời mọc. Cầu thủ sinh năm 2001, ở độ tuổi mà bạn bè chưa biết phải làm gì, thì Kubo với cái chân trái điêu luyện của mình đã thực hiện một pha đi bóng loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự của đội tuyển Honduras như thế này. Và sau đó, anh có cơ hội đối đầu 1-1 ngon ăn với thủ thành đội bạn. Đây là tình huống trong trận thắng 6-1 tưng bừng của Nhật Bản trước đại diện đến từ Trung Mỹ tại FIFA U17 World Cup 2017. Trong thời gian trở về khoác áo FC Tokyo tại quê hương do gặp trục trặc tại Tây Ban Nha, Takefusa Kubo đã cho thấy sự khác biệt về đẳng cấp của một cầu thủ từng ăn tập tại lò đào tạo La Masia với nền bóng đá ở giải vô địch quốc gia Nhật Bản. Anh đã thực hiện pha đi bóng và ghi bàn ngoạn mục trong tình huống này khi mà chúng ta có thể thấy sự hiện diện của thủ môn và đến 7 cầu thủ của Osaka trong vòng cấm của họ. Trong một trận đối đầu giữa FC Tokyo và câu lạc bộ Albirex Niigata tại khuôn khổ J-League, Messi của Nhật Bản đã có pha solo qua 4 cầu thủ đối phương và ghi bàn làm mọi người liên tưởng ngay đến Messi phiên bản gốc. Takefusa Kubo thực sự không làm các cổ động viên thất vọng với cái tên và kỳ vọng mà mọi người đã đặt lên đôi chân của sao mai sinh năm 2001 này. Tiền vệ trẻ người Nhật này tiếp tục để lại điểm nhấn với làng túc cầu thế giới với pha đi bóng như chốn không người trong một trận đấu Nhật Bản có cuộc so tài với đại diện đến từ Tây Á là UAE.
với công tác đào tạo trẻ rất tốt của mình và cho ra những cái tên xuất sắc hiện nay như Kubo hay Minamino cùng vô số các cầu thủ khác đang thi đấu ở châu Âu, thì trong tương lai gần, nền bóng đá của đại diện Đông Á sẽ sớm thực hiện được mục tiêu đi xa hơn ở đấu trường World Cup mà họ đã đề ra. Không chỉ được đánh giá cao ở khả năng đi bóng và nhãn quan chiến thuật tốt, Kubo còn bổ sung thêm vào bộ kỹ năng săn bàn của mình trong những tình huống cố định, và pha sút phạt tung lưới đội tuyển Bắc Triều Tiên với cự ly gần 30m là minh chứng rõ nét nhất cho những phẩm chất mà viên ngọc thô này sở hữu. Bóng đá Việt Nam cũng có lần chạm trán với nền bóng đá của xứ sở Phù Tang trong khuôn khổ AFC U16 Championship 2016 ở vòng bảng. Sự chênh lệch đẳng cấp quá lớn đã khiến trận đấu diễn ra một chiều với chiến thắng chung cuộc 6-0 cho U16 Nhật Bản. Và trong hai bàn thắng của Kubo vào lưới U16 Việt Nam, thì đây là bàn thắng sau Ma Nhật đã có tình huống solo và dứt điểm thông minh khi nhận thấy thủ thành của U16 Việt Nam băng ra bắt bài tình huống căng ngang của mình. Kubo tiếp tục thể hiện được đẳng cấp và sự tự tin của mình sau khi có pha đỡ bước 1 như dính vào chân. Tiếp theo đó, sau Mai 2-1, cầm bóng sọc thẳng vào khu vực trung tuyến và tung ra cú dứt điểm bằng chân trái, mặc cho sự theo kèm của 4 cầu thủ của đội trẻ đội tuyển Anh. Qua đó có thể thấy, công tác đào tạo trẻ ở La Masia là tuyệt vời đến như thế nào khi các sản phẩm của họ đều có thể tự tin chơi bóng ở mọi cấp độ. Dù chưa bước qua tuổi 18 khi còn khoác áo FC Tokyo, nhưng màn thể hiện của Kubo đã cho thấy chiếc áo mang tên giải vô địch quốc gia Nhật Bản là quá chật so với tài năng của mình. Khi Kubo đã ghi bàn vào lưới của Jubilo Iwata bằng một pha volley đầy hiểm hóc sau tình huống lộn xộn trước khung thành đội bạn. Với sự đa dạng trong lối chơi của mình, Kubo có thể thi đấu tốt ở vị trí tiền vệ tấn công và tiền đạo. Điều này cho phép anh có thể làm chủ tốt khoảng trống phía ngoài vòng cấm của đối phương, từ đó đưa ra lựa chọn chuyền bóng hay dứt điểm tùy vào tình huống. Và cú volley đưa bóng đi ở tầm thấp và không thể cản phá của Kubo vào lưới Vincent Kobe là một ví dụ điển hình. Pha làm bàn vào lưới Real Betis sau đây lại càng nói lên nhiều phẩm chất của Kubo khi anh có tình huống đảo chân và thực hiện cú sút dứt khoát bằng chân phải trước sự vây kèm của 4 cầu thủ đối phương. Và khi tầm quan sát của thủ thành Betis bị hạn chế, anh không thể làm tốt trong pha cản phá cú sút của Sao Mai 2-1 này. Cảm nghĩ của các bạn sau khi xem màn trình diễn của Takefusa Kubo qua video vừa rồi là như thế nào? Và liệu tương lai của Sao Mai người Nhật sẽ rực sáng hay sẽ dần đi vào ngõ cụt? Đừng quên chia sẻ suy nghĩ của bạn cho chúng tôi ở phần bình luận nhé. Cảm ơn sự đồng hành của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.